Vâng, xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu phiên buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, phiên buổi trưa ngày hôm nay bên cửa hàng em Thành lại về rất nhiều cái mẫu mặt hàng đồng hồ thùng bê, thùng dài như các bác thấy ở trước mắt các bác đây. Rất nhiều cái mẫu mã đẹp. Toàn những chiếc đồng hồ mà cửa hàng em Thành đã tuyển chọn từ bên nước ngoài về các bạn ạ. Rất là xuất sắc. Đây, và đặc biệt cửa hàng em Thành có rất nhiều cái mẫu mã đẹp, toàn những chiếc siêu phẩm. Vâng, chiếc bướm vàng này hôm qua thì đã có các bác rất nhiều các bác quan tâm. Chiếc đồng hồ VDS bướm vàng máy 42. Chơi hai bản nhạc, một bản Westminster và một bản kìa con bướm vàng. Thì đầu video em sẽ test qua cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Rất là hay đúng không các bác? Đặc biệt con đồng hồ này là một chiếc đồng hồ mặt tròn, mặt số nổi, một trong những cái dòng mặt cực kỳ hiếm của dòng VDS các bác nhé. Các bác tìm những cái chiếc đồng hồ mặt số nổi mà thương hiệu VDS mặt tròn như thế này ngoài thị trường cực kỳ khó luôn. Kim chrome, số chrome, viền chrome và đặc biệt quả lắc cũng chrome các bác nhé. Rất là đẹp. Kim là kim thiết kế kiểu dáng cây thông. Đặc biệt con thùng này thiết kế cũng khá là đặc biệt với bộ kính rào, những viên kim cương, đặc biệt có một viên kim cương nhỏ ở giữa làm nổi bật chiếc đồng hồ. Bao quanh chiếc đồng hồ là những cái thanh nẹp chrome. Hai bên kính có hai thanh nẹp chrome. Kính trên là kính mo cong. Các bác quan tâm cái sản phẩm này có thể nhanh tay liên hệ cho bên em các bác nhé. Con này giá trị của nó rất là tốt luôn các bác. Vâng, không để các bác chờ lâu thì vào vấn đề chính của ngày hôm nay, em xin lên cho các bác một chiếc đồng hồ FFR các bác nhé. Một chiếc đồng hồ FFR thương hiệu xuất xứ từ Pháp các bác. Một chiếc khá là dị đấy các bác, khá là dị. Đấy, thùng là thùng to các bác. Đặc biệt con này, cái đặc biệt của con này là cái bộ kính tráng thủy các bác nhá, tráng thủy họa tiết rất là đẹp. Bên trong là những cái ngôi nhà ở bên Tây, đặc biệt ở đây người ta thiết kế là một cái rèm cửa đấy để ngắm ra như kiểu một ô cửa sổ các bác. Ngắm ra ngoài là những cái ngôi nhà. Và đặc biệt ở đây thì trồng được một vườn hoa rất là xuất sắc luôn. Mặt bên trong của nó đây các bác nhé,
Đây, mặt bên trong là mặt hai nền, trong là trắng bạc, ngoài là màu mỡ gà, viền ngoài là viền cớ ôm, kim là kim mắt ngỗng luôn nhá. Đây, thương hiệu FFL. Bên trên hay người ta cũng thường hay gọi là Carillon Romanes các bác nhá. Và cũng thừa chiếc FFL này thì rất nhiều tên gọi các bạn. Và đặc biệt nó cũng có một tên gọi khá là trìu mến, Odo mặt trời các bác. Đấy các bác nhá. Quả lắc chrome này rất là đẹp, xuất sắc. Khóa cót đầy đủ. Vâng. Đây, máy của nó đây các bác nhá. Máy là máy vách vẩy cá các bác. Có cần gà ngắt chuồng các bác này. Đây, máy đây các bác nhìn thấy. Chưa một chút dơ dão nào, rất là đẹp. Vâng, để em xem quay côn cho các bác xem. Đây, côn ở đây các bác nhá. Con này thì chơi với 7 thanh côn thép và 1 thanh côn đồng. Em xin dựng máy lên cho các bác nghe chuông của con âm thanh của con chiếc đồng hồ FFL này các bác nhá. Con nào đánh được em sẽ dựng lên cho các bác nhé. Con nào mà không đánh được thì rất mong các bác thông cảm cho bên em. Tại về có con đánh được có con không các bác. Chạm búa chút em sẽ lắn cho các bác. Điểm rời hơi sát một chút các bạn nhé. Con này thì hơi kít dầu rồi các bạn. Chuông này thì rất là ngân nga, rất là hay. Em xin đóng lại và đo kích thước cho các bác. Được, các bác nhìn này, nhìn nó mộc mạc mà nhìn nó giản đơn nhưng nó vẫn tạo lên một cái nét đẹp gì đó các bạn. Kích thước của nó là 52 x 45. Kích thước 52 x 45. Đây, nhiều các bác bảo đừng có dán vào gỗ. Đấy, dán vào kính thôi. Vâng, con này con mã số 1. Con này là con thương hiệu FFL các bác nhá. Đến từ Pháp. Con này em xin báo giá cho các bác với một cái giá cực kỳ tốt. 4,8 triệu các bác nhá. 4,8 triệu một chiếc đồng hồ FFL. Giá cực kỳ tốt luôn. Các bác đến với cửa hàng em Thành thì các bác cứ yên tâm về chất lượng cũng như giá cả các bác nhá. Nói luôn cho các bác, hàng nhà em Thành là bán hàng nguyên bản, nguyên bụi, chưa lau dầu. Các bác nào có nhu cầu lau dầu thì bên em cửa hàng bên em sẽ nhận lau dầu cho các bác với giá mức giá là 350.000 một sản phẩm các bác nhá. Tại vì hàng nhà em Thành thì rất là nhiều, mà bây giờ lau lên thì nhiều các bác thợ không thích lau lên. Đó. Cũng khó cho bên cửa hàng em Thành, mong rất mong các bác thông cảm nhé bác nhá. Vâng. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ khá là đẹp đấy các bác ạ, một siêu phẩm ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ thương hiệu xuất xứ từ Pháp, đó là chiếc đồng hồ Vedet. Con này được thiết kế thì hai bên là hai cái chùm nho. Cánh là kiểu thiết kế là kiểu dáng ba buồng các bác nhá.
thiết kế kiểu dáng 3 buồng, kính dưới là kính tráng thủy vàng. Đấy, rất là đẹp, mặt là mặt hình chữ nhật. Bên trong cái dòng mặt đẹp của dòng VD. Ui xổi các bác ơi. Đặc biệt cái con này là một con mặt số lồi vàng chanh không nhá. Mặt số lồi vàng chanh, một trong những cái dòng mặt hiếm của thương hiệu. Con này thì nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố của cái thương hiệu VD này các bạn. Viền ngoài là viền chrome các bác nhá. Quả lắc tròn này các bác này. Quả lắc tròn. Quả lắc khá đẹp. Vâng, em xin mở máy cho các bác. Ui xổi các bác ơi. Máy có phải là xuất sắc luôn các bác ạ, xuất sắc luôn. Máy vàng ươm nha các bác nhá. Ốc yếc này. Máy miếc, máy móc này các bác có nhìn đấy. Đây là cái dầu nó bị đùn ra bác nhá. Dầu nó bị chảy ra nên nó có như này. Khi các bác lau dầu thợ bên em sẽ lau sạch sẽ cho các bác. Bác cứ yên tâm nha các bác nhá. Đấy, máy móc này. Cực kỳ đẹp luôn. Không một chút dơ dão nào. Côn của nó các bác này. Côn của nó các bác này nhìn này. U sổ ơi. Cứ phải gọi là nét nền nẹt các bác ạ. Xanh nét luôn. Như con bỏ lẹt luôn các bác ạ. Đây, chơi củ côn này, củ côn chữ T các bác nhá. Vâng. Thì em sẽ lắp máy vào và thử chuông cho các bác. Đây, tem tiếp vẫn ngon nha các bác nhá. Thùng zin nha các bác nhá. Thùng zin nguyên bản các bác ạ. Tết chuông cho các rất là hay không các bác. Vâng, em sẽ cho xuống và đo kích thước cho các bác. Kích thước của sản phẩm này là 53 nhân với 47. 53 nhân với 47. Con này con mã số 2. Một chiếc đồng hồ VD mặt số lồi kim loại vàng chanh. VD mặt số lồi. Kim loại vàng chanh. Vâng, một chiếc mặt vàng chanh như thế này ở ngoài thị trường nó rơi khoảng vào 4 đến 5 triệu các bác nhá. Và chưa tính chiếc thùng và bộ máy, nhưng ngày hôm nay cửa hàng em Thành xin báo giá cho các bác một cái giá cực kỳ tốt. Đó là 8,6 triệu đấy các bạn. 8,6 triệu một chiếc đồng hồ VD mặt số lồi nha các bác nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Kích thước 53 x 47. Vâng, tiếp theo lại là một thương hiệu, đó là thương hiệu Zuza. Thùng của này đẹp thế các bác ơi. Bác nhìn thùng này, thùng hai bông luôn quá, kênh bông rất là đẹp này các bác nhìn này, bông này thật thiết kế. Con này các bác vào nhà mà con chiếc đồng hồ Odomay 8 mà thùng nó xấu, các bác mua chiếc này, các bác về các bác thay ạ các bác. Đấy. Thùng rất là đẹp luôn.
Kính nhé bạn nhá, kính dưới là kính trắng thủy. Mặt là mặt bát giác lọc. Ừ. Úi sổ quả mặt này các bạn này. Con này mặt khá đẹp đấy các bạn. Số rõ nét này các bạn này. Kim. Mắt chrome này các bạn này. Hóa zin các bạn. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đây các bạn nhá. Máy là máy đời máy là đời máy vách hợp kim trắng các bạn nhá. Logo thương hiệu Zuza. Cót thì là cót đồng, con này thì máy cực kỳ bền luôn. Các bác chơi con này các bác cứ yên tâm. Đây, côn của nó đây các bác nhá. Côn con này thì chơi như cái dòng côn của Odo. 5 4 đồng 4 thép. Con này thì em vừa thử. Em vừa thử thì nó máy nó chưa đánh được các bạn. Đấy, em xin gõ qua cho các bác. Để các bác nghe bên điểm giờ trước các bác nhé. Vâng, bên nhạc này các bác này. Gần tròn một bài các bạn, gần nhớ hết rồi các bác. Chung rất là hay. Thùng này các bạn này, thùng sạch sẽ các bạn nhá. Thùng sạch sẽ, không mối mọt các bạn. Vâng, em xin đo kích thước của sản phẩm này là 59 nhân 45. 59 nhân 45. Đây con này, thùng cực kỳ đẹp luôn các bạn này. Nhìn bông của nó này. Con này con mã số 3. Con này xin giao lưu với các bác với cái mức giá 42 triệu các bạn nhá. Giá cực tốt luôn, 42 triệu. Một chiếc đồng hồ du ra. Xuất xứ từ thùng nút nhu ra. Vâng, thì lâu lắm rồi. Ngày hôm nay cửa hàng em Thành mới về được một trong những cái siêu phẩm đó nhá. Các bác rất thông cảm. Nhà dạo này hàng về nhiều, cũng như là nhiều các bác lau dầu nên là rất nhiều hàng. Rất là nhìn các bác nhìn rất là chật chội, các bác rất mong các bác thông cảm. Vâng, một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhá, 36-8. Con này thiết kế thì cực kỳ đẹp, bên trên là một chiếc màu hoa. Đấy, với những cái đường viền hoa rồi những cái viền lá đục chạm cực kỳ tinh tế. Hai bên cánh thùng có hai bông hoa, thùng là thùng gỗ sồi các bác nhá. Thiết kế kiểu dáng là thùng ba buồng này các bác này. Đấy. Đặc biệt con kính này là kính kim cương các nhá, một trong cái bộ kính hiếm của dòng Odo ạ, một trong cái bộ kính đỉnh nhất của dòng Odo 36. Đây các bác thùng thiếc này. Chốc em sẽ quay một lượt thùng cho các bác, cho các bác ngắm nhìn cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ Odo 36 này. Úi sổi các bác ơi, quả mặt này các bác này, mặt con này thì xuất sắc luôn các bạn. Đấy, không một điểm trừ luôn các bác. Len kem. Con này thiết kế là số 7 ba lô đấy các bạn này. Tượng trưng cho sự may mắn, luôn luôn may mắn các bác. Khóa Odo đấy các bạn này, khóa zin này. Nắp chrome này các bạn này. Bóng loáng luôn. Vâng, em sẽ rút máy các bạn. Đây các bác nhá. Con này là con Odo 36 đời vách cam các bác nhá, đời vách cam. Triện chám Odo được các bác này. Triện tròn Odo. Đây các bác có thể nhìn thấy ốc yếc này.
chưa một vết mở luôn, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Máy móc rất là đẹp luôn. Nhìn thấy này. Nem keng luôn các bạn. Con này đặc biệt, con này các bác nhìn này. Chơi cái bộ gông này. Dài thướt tha luôn các bạn. Con này thì chuông nó oánh thì ngân nga luôn các bác. Chơi củ côn lòng máng các bác nhá. Vâng, em sẽ dựng lên cho các bác nghe chuông của chiếc đồng hồ Lữ Hoàng âm thanh này các bác. Xem nó đỉnh đến cỡ nào. Vâng, nó hơi lệch búa một chút các bạn. Dạ em. Qua thôi. Rất là ngân đúng không bác? Rất là ngân nga luôn. Cũng là một thương hiệu nổi tiếng. Âm cực kỳ chất. Vâng, mình sẽ quay một lượt cho bác xem thùng. Đây bác nhìn này. Thùng này bác này. Cái này thùng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Các bác nhìn này. Thùng thiệt à. Cực kỳ chắc chắn luôn. Không mối mọt quá nhờ. Gì nguyên bản nhé bác nhá. Đấy, các bác chơi, các bác cứ chơi con gì nguyên bản này các bác này. Các bác chơi, các bác nên chú ý. Vâng. Sẽ dựng xuống và đo kích thước của các bác. Kích thước là 72 nhân 36 các bác ơi. Vâng, kích thước 72 nhân 36 ô đô 36.8 vách cam kính
kim cương. Tình trạng đẹp xuất sắc. Con này con mã số 4. Con này các bác nào quan tâm thì alo các bác nhá. Quan tâm thì alo cho bên em. Vâng. Một siêu phẩm ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác. Lưu hoàng âm thanh. Tiếp theo, mời các bác đến với một chiếc thùng dài chuông khá là mạnh. Đó là một chiếc đồng hồ Vedet các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Vedet mặt tròn. Đấy. Thiết kế bên trên là một chiếc họa tiết. Hai bên cánh thùng những cái bó chỉ. Những cái họa tiết hoa là tây. Dưới là thiết kế một chiếc cánh hoa. Mặt kính là kính mo cong. Đấy. Mặt con này thì rất là đẹp, xuất sắc các bác nhá. Viền ngoài viền đồng. Quả lắc này các bác này. Quả lắc hai lòng các bác nhá. Quả lắc đồng hai lòng. Đây các bác ơi. Máy con này vàng ươm các bác nhá. Máy đời kem trắng. Logo thương hiệu 42. À máy 42. Đấy. Máy móc đây các bác. Các bác nhìn thấy máy móc này. Côn này các bác này. Côn con này chơi củ côn lòng máng các bác nhá. Chơi củ côn lòng máng. Đầu ti to các bác này. Những cái đầu, những cái con mà đầu ti to này thì chuông là bánh cực kỳ hay luôn. Chơi với 8 bên côn thép dài. Con này côn 53 các bác nhá. Côn 53. Con này thì một trong cái dòng côn cũng gọi là dài nhất của dòng Vedet rồi. Dài nhất của dòng Vedet là dòng côn 57 các bác nhá. Vâng, sẽ dựng lên và thử chuông cho các bác. Điểm giờ này. Không để mất thời gian bao lâu. Em xin bỏ xuống và đo kích thước cho các bác. Kích thước của sản phẩm này là 72 nhân với 33. 72 nhân với 33. Mã số 5 Vedet 42 côn 53 chuông hay như Odo 36 chuông hay như Odo 36. Đấy, con này xin báo giá tốt các bác là 3,8 triệu các bác nhé. Đấy, còn những cái sản phẩm này dành cho các bác nào mà tài chính không đủ chơi những cái chiếc đồng hồ Odo mà các bác muốn chơi âm hay thì các bác chơi những chiếc này cho em các bác. Con này âm của anh cực kỳ hay và chất lượng luôn các bác. Vâng, tiếp theo thì mời các bác đến với một chiếc đồng hồ Odo 54 các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Odo 54. Thùng hai bông, kính dưới là kính tráng thủy.
mặt là mặt hai nền trong trắng bạc, ngoài là màu mỡ gà, viền ngoài là viền chrome. Quả lắc đây các bác, quả lắc chrome. Giấy tờ đây các bác, giấy tờ đầy đủ đây các bác này, khóa kiếc ốc yếc đầy đủ các bác nhá. Và em xin mở máy cho các bác. Vâng, máy đây các bác này. Máy là máy đời 54, ba vách hoa dâu các bác nhá. Vách hoa dâu các bác nhá. Đấy. Con máy tình trạng xuất sắc luôn các bạn. Vàng ươm. Ốc yếm của nó đây các bác, các bạn nhìn thấy. Các bác biết đây là màu xanh, đây là dầu các bác nhá, những vết dầu của người Tây. Thế là dùng những cái máy dầu, dầu máy khâu chưa pha các bác nhá, thì nó sẽ bị ra như màu này. Đấy, con này rất là kít rồi các bác ạ. Các bác nhìn này. Con này thì về anh thợ thì rất là phải vất vả lau dầu chiếc đồng hồ này các bác. Côn này các bác nhá. Chơi của côn là 101 các bác ơi. Với 8 thanh côn thép. Em xin gõ thử chuông cho các bác. Rất là ngân nga, rất là hay đúng không bác? Những con đồng hồ đô 54 này thì không thể bàn cãi về âm thanh của nó rồi. Thùng đấy anh nhá, thùng sạch sẽ luôn. Đấy. Anh phụ lai sẽ qua nhấc máy lên để cho các bác xem một lượt chiếc đồng hồ này. Đây các bác nhìn. Gỗ sồi này các bác. Này cũng gỗ sồi già đúng không anh nhá. Đằng sau nó đây. Rất là sạch sẽ các bác nhá. Vâng, em xin nó kích thước cho các bác. Kích thước là 55, ngang là 37, 55 nhân với 37 con này, con Odo 54 vách hoa dâu. Con này giới thiệu qua cho các bác là những cái sản phẩm Odo 54 này thì ở ngoài thị trường đang rơi khoảng 14 đến 15 triệu rưỡi các bác nhá. Nhưng ngày hôm nay bên cửa hàng em Thành xin báo giá cho các bác một cái giá cực kỳ tốt thôi. Đó là cái mức giá 11 triệu các bác, 11 triệu. 11 triệu chiếc đồng hồ. Nổ rồi. Vâng. Ông bạn làm cùng em là mặt đã gọi là có chút biến sắc rồi các bạn. Vâng. Tiếp theo đó là một chiếc đồng hồ Di Dung Han xuất xứ từ Đức các bác nhá. Một trong cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Nó nổi tiếng ngang với dòng Odo các bác nhá, Odo của Pháp. Người ta thường có câu Pháp có Odo, Đức có Di Dung Han các bác nhá. Con này thiết kế thì thùng cực kỳ đẹp các bác, có thể nhìn thấy này, các bác nhìn này. Xuất sắc chưa các bác? Giới thiệu sâu cho các bác này, các bác có thể nhìn thấy những cái đường họa tiết người ta đục chạm này. Hai bên cánh thùng là những cái đường vẩy rồng
dọc cánh thùng các bạn nhá. Đây, ở giữa có những cái họa tiết ở dưới này các bạn này. Đặc biệt con này là bộ kính rào kim cương 7 mảnh các bạn nhá, 7 mảnh. Rất là xuất sắc luôn. Mở vào sâu bên trong con này, các bạn nhìn này, bộ mặt nó này. Xuất sắc luôn các bạn. Em chưa nhìn thấy con gì nào mà nó còn bộ mặt nó còn xuất sắc như này các bác. Cực kỳ đẹp. Đây, quả lắc đây các bác. Quả lắc đẹp các bác nhá. Vâng, em xin mở máy. Vâng, máy này các bác này. Máy vàng ươm các bác nhá. Đời GB, đời kia Di Dung An mới mua lại thương hiệu GB. Họ tận dụng những cái đồ của hãng vừa mua lại thì họ sẽ tận dụng lại để làm tiếp tục các bạn nhé. GB, dòng GB này thì cũng khá nổi tiếng từ thời cổ xưa rồi các bạn ạ. Vâng, con này chơi với 8 thanh cô thép, chơi củ côn là củ côn hoa thị các bạn này. 8 thanh cô thép này, xài thướt tha luôn các bạn ạ. Vâng, con này thì thanh côn đang chạm nhau các bạn nhé. Các bạn nào muốn nghe âm thanh thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ nắn lại côn để thử chuông cho các bác cho các bạn nhé. Vâng, em xin đo kích thước cho các bác. Kích thước là 71 nhân với 34 các bác ạ. 71 nhân với 34. Vâng, con này thì thực sự với các bác thì em bên em nhập giá cực kỳ cao cái sản phẩm này. Nhưng mà do đồng hồ hiện giờ thì bên em đang thiếu vốn để có thể nhập hàng mới. Nếu không nhập hàng mới thì bên em sẽ gọi là mất mối bên kia thì rất là khó các bạn ạ. Thì ngày hôm nay bên em xin sale con này xuống chỉ còn với mức giá là 10,5 triệu các nhá. 10,5 triệu một chiếc đồng hồ Di Dung Han. Thùng đẹp các nhá, thùng gọi là thùng 6 bông các bạn ạ. Rất là xuất sắc luôn, cái bộ kính kim cương. Các bạn mua cái thùng này ở ngoài thì nó cũng đã rơi vào cái tầm 8 9 triệu các bạn. Đấy là ít thôi các bạn. Xuất sắc luôn. Ui dồi ôi, lại siêu phẩm nữa các bạn. Hôm trước thì lên cho các bác một chiếc cũng khá khá, cũng la lá giống chiếc thùng này các bạn. Đấy. Nhưng có một bác khách ở Phú Thọ, bác đưa em đấy về với cái mái nhà xưa rồi các bạn, mái nhà của bác đấy rồi. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về được một chiếc đồng hồ VDS42 kính kim cương các bác ơi. Kính đèn nồng được người ta ghép mài ghép các mảnh ghép rất là đẹp này. Với 5 mảnh các bác nhá. 5 mảnh. Hình được mài vát các cạnh rất là đẹp luôn. Kiểu dáng kính đèn nồng. Đấy, thùng là thùng 4 bông các bác nhá. Thùng 4 bông. Gỗ sồi vàng. Con này cũng gỗ sồi vàng, khá là già rồi các bác. Đây, tem này các bác nhá. Đầy đủ. Phải thùng tiếc các bác này. Sạch sẽ cho các bác. Rất là đẹp luôn. Có một chút mối mọt thì các bác. Đặc biệt con này các bác nhìn này, cái bộ mặt này các bác này. Bộ mặt là bộ mặt xanh ngọc các bác nhá. Một trong cái dòng mặt đẹp của thương hiệu VDS các bạn. Đấy, viền ngoài, viền chrome. Đấy, mở bên trong các bác. Con này thì chưa tháo côn các bạn. Ui sủa các bác ơi, máy này. Ui, phải là leng keng các bác ơi. Xuất sắc chưa các bác nhìn này. Vàng ươm coi nhá. Vàng ươm các bác. Quay từng con ốc cho các bác xem. Đây các bác, đây là cần gạt ngắt chuông các bác nhá. Đây. Côn này không biết là côn này phải côn 57 rồi các bác. Cắt cho các bác. Cắt vào đó côn cho các bác. Đây các bác ơi.
lại còn cả củ côn lòng máng to nữa các bác ạ. Củ côn lòng máng to. Cái dòng này thì các bác nào chơi sâu, chơi lâu thì các bác sẽ biết được các bác. Nó khác nhau với cả những cái dòng củ côn lòng máng kia một trời một vực các bác. Con này thì hay hơn một chút, kiểu 1 9 1 10 các bác. Vâng, lấy cước đo côn cho các bác. Các bác ơi, côn 57 các bác. Đấy. Sự như những cái phiên trước em đã giới thiệu thì thực sự là em rất yêu thích cái dòng VDS này các bác. Tại vì nó đẹp mà nó lại đánh chuông hay các bác. Đây chạy không bạn? Kít dầu à? Vâng, thì con này kít dầu anh nhá. Con này kít dầu thì không thử được các bác, không thử được âm thanh thì em sẽ gõ qua một lượt cho các bác. Cho các bác nghe qua âm thanh của chiếc VS này. Chuông rất hay luôn, bên điểm giờ các bác này. Đấy, các bác. Rất là hay luôn. Đấy, những cái dòng củ côn 57 này thì các bác chơi sâu, các bác chơi lâu, các bác cũng biết, các bác cũng hiểu rồi. Cái dòng này thì đánh chuông cực kỳ hay. Con này thì khá là xuất sắc đấy các bác. Máy móc, mặt mũi, thùng thiếc cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch. Con này xin đo kích thước cho các bác. Thước là 67 nhân với 34 các bác nhá. 67 nhân với 34. Vâng. 67 nhân với 34 V Đét T42. Vâng. Mặt đẹp. Mặt thùng. Máy côn. Thùng máy đẹp. Côn dài 57 cm. Con này con mã số 8. Con này xin giao lưu với các bác với cái mức giá cực kỳ tốt, đó là 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu một chiếc đồng hồ VDS côn dài 57 cm các bác ơi. Đấy. Các bác thể nhìn thấy này, chiếc thùng này xuất sắc luôn các bác, quả kính này, kính đen nồng kim cương, không chê đâu nữa các bác. Con này thì bên em này cũng gọi là lâu lắm mới về được một con các bác. Vâng, cuối cùng của ngày phiên ngày buổi trưa ngày hôm nay thì em xin lên cho các bác một chiếc đồng hồ VDS mặt tròn. Con này thì khá là đẹp, khá là dị các bác. Ở giữa đây là người ta đục chạm một cái phào chỉ lớn, toàn những cái đục chạm họa tiết hoa văn rất là đẹp các bạn. Kính dưới là kính hình cánh hoa, mặt trên là mặt tròn 18, kính phẳng các bạn nhá. Viền bên trong các bạn này. Mặt con này thì hơi có chút màu thời gian các bạn nhá, hơi có chút màu thời gian. Đấy. Viền này thì các bác nào muốn bên em thay, bên sẽ nhờ bên em thay cho các bác.
Đây, quả lắc đây bác nhá. Quả lắc. Vâng, em xin mở máy cho bác. Côn này khá dài, côn 53 rồi. Vâng. VS42, đời tem trắng, máy vàng, đẹp, leng keng. Không phải bàn cãi lâu nữa các bác. Không thể bàn cãi về dòng này nữa rồi. Đấy, em giới thiệu cũng rất nhiều về dòng này rồi các bác ạ. Đây, củ côn lòng máng bác nhá. Con này côn 53. Vâng, đo cho bác cái côn, khả năng côn con này côn 53. Vâng, côn 53, đúng côn 53 luôn các bạn. Vâng, máy chạy không bạn? Không các bạn nhá. Máy con này thì nó đang kít dầu, không chạy được. Con nào nó chạy được em sẽ thử chuông luôn cho các bác. Các bác cứ yên tâm các bạn nhá. Em sẽ tiết tay cho các bác. Nghe và cảm nhận thôi các bạn. Thực sự bọn này thì không thể bàn cãi về âm thanh nữa các bác. Cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Vâng, xin đo kích thước 70 nhân 33. 70 nhân 33. Con này xin báo giá cho bác một mức giá tốt luôn. Siêu lớn. Con này giảm cho bác cực sâu quá nhá. Con này xin báo giá cho các bác là 3,8 triệu thôi các bác. 3,8 triệu một chiếc đồng hồ VD. Rất là rẻ luôn. Đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bác những ngày qua đã ủng hộ bên em. Và giờ thì bên em xin chào và gặp lại các bác các video sau.